Chào các bác nhá. Shop online Tân Ánh Ngọc Ánh nhá, giới thiệu với các bác quần áo bắt ong. Quần áo bắt ong loại cao cấp nhất 2019 nhá. Thế đây là giới thiệu với các bác vào cái bộ bằng vải bò. Vải bò bộ cao cấp nhất nhá. Đây. Nói chung là nó tùy từng lô hàng thôi. Cái lô hàng này tôi giới thiệu là sẽ có phía trước này là có lớp kính để chống ong đái. Các bác có trèo lên cây nhá. Trèo cây này thì là ong nó đá vào đây không vào mắt mình được nhá. Thế phía dưới này ấy, là có lớp lưới ba lớp, ba ngoài lớp lưới to, trong lớp lưới to, ở dưới lớp lưới nhuyễn và có sợi dây chạc này để cho nó bồng lên, ong đảm bảo không đốt được nhá. Thì đây là cái mẫu này về chất liệu nha, chất liệu bằng vải bò cao cấp chống ong đốt xiên, chống đốt thủng cả cả ong đất nhá, không đốt thủng được. Thì đối với găng tay cũng rất là chắc chắn này, bằng da, găng tay bằng da này. Cái này mà các bác đi bắt ông bảo vệ hay là ông cây thì không phải ngại, nhưng còn nếu mà các bác làm ông đất thì các bác nên đeo thêm một cái đôi găng tay nhỏ ở phía trong nữa để đảm bảo an toàn nhé. Đây, phía hai bên này thì sẽ có hai cái ô thoáng để có giúp các bác thở thì nó thoát không khí, nó không có bị ố kính nhá. Ở phía sau bộ này, phía sau bộ này thì sẽ có cho các bác đó là một cái ô thoáng may bằng lưới sắt này. Cái này thì tùy thôi nhá, có đợt hàng thì may bằng lưới sắt, có đợt hàng này may bằng lưới nhựa. Ví dụ như cái bộ này này, bộ này thì mặt trước nó cũng bằng lưới nhựa này, bằng lưới nhựa này, và mặt sau nó nhá, mặt sau nó cũng bằng lưới nhựa luôn. Đấy, cái này nó phụ thuộc vào tùy lô hàng nhá các bác nhá. Thế còn dù lưới nhựa hay lưới cước thì lưới nào cũng đều ok hết nhá. Đây các bác quan sát này, đường kim mũi chỉ rất là chắc chắn này, may bằng chỉ to, chỉ dây dù giống như là chỉ ở vỏ bao xi măng nhá, rất là chắc chắn cho các bác nhé, đảm bảo không có rách được. Đối với bộ này thì các bác có thể là ôm vào cây, trèo hoặc tụt thoải mái nhé. Nhưng bộ này là cái size khá là to, các bác nào mà mặc đẹp thì phải chiều cao độ khoảng 1m67, 1m68, 1m70 đổ lên thì mặc nó sẽ đẹp hơn. Thế còn size nhỏ hơn thì sẽ không có nhé, hiện tại chỉ có size to thôi. Đây, các bác quan sát này. Đấy. Chất liệu vải này cực kỳ rồi. Và cái này ấy, nó bằng chất liệu vải ấy, thì nó sẽ mát hơn. Nó sẽ mát hơn, nó không nóng như chất liệu da. Đây. Thế còn đối với các bác nào mà quá thấp con thì mình sẽ phải khắc phục là treo cái đũa mình lên trên một chút. Treo đũa lên trên một chút thì để cho mình vận chuyển leo trèo nó dễ hơn. Cái chân ủng nhá. Chân ủng hoàn toàn là bằng vải hai lớp. Đấy, giúp cho các bác mềm, dễ trèo cây. Dễ trèo cây này. Đây, bộ này thì tuyệt vời luôn. Hàng cao cấp nhất năm 2019 nhá. Cái bộ này thì shop mình đã có bán từ năm ngoái rồi. Năm nay tiếp tục phát triển cho các bác nhé. Hàng luôn luôn là ship COD. Các bác quan sát kỹ giúp tôi nhá. Này, vải bò cao cấp này, đường may là chỉ to này, bao tay là niền này. Đấy, bao tay niền, bao tay da rất là chắc chắn đấy. Cái lô hàng này đẹp cực kỳ đấy. Đây, bao tay này. Đấy, niền luôn cả ủng này, cả ủng cả quần cả áo niền nhau này. Kéo khóa ở phía giữa này, khóa ở phía giữa thì các bác một mình mặc, một mình thao tác các bác vẫn thao tác được nhá, thao tác được bình thường hết. Đó. Đường khóa rất là to, đường khóa to cực kỳ luôn, đảm bảo độ chắc chắn cho các bác nhé. Thì đây là cái bộ quần áo bắt ong bằng vải bò nhá, bằng vải bò. Rồi em cởi ra đi. Đây tuyệt vời luôn, đây các bác thấy nhá, đường may chỉ rất là lớn chắc chắn. Rồi đi khai thác ong phù hợp với trèo cây cực kỳ luôn nha các bác nhá. Đây, hàng ship sale đây đi toàn quốc nhá. Các bác mọi thông tin thì vui lòng liên hệ trực tiếp với lại số điện thoại ở trên màn hình nhá. Các bác liên hệ trực tiếp số điện thoại màn hình, hàng ship sale đây, các bác nhận hàng có quyền kiểm tra hàng và đồng kiểm nhá, thanh toán trực tiếp với người giao hàng luôn. Thì như tôi đã giới thiệu, cái bộ này ấy, nó là bộ bằng vải bò, hàng cao cấp nhất chống ong đốt xiên. Thế còn nó chỉ có khác nhau về cơ cấu mấy cái nhỏ á, đó là cái ô thoáng phía sau này, ô thoáng phía sau này, hoặc là cái ô thoáng phía trên trước mặt này, trên trước mặt này thì nó có khác nhau một chút. Thế còn ngoài ra thì chỗ nào cũng giống nhau hết. Ví dụ như bộ này, tôi có nói là bộ này là ô phía sau là bằng lưới nhựa này, phía sau bằng lưới nhựa nhá, phía sau bằng lưới nhựa. Đấy. Còn phía trước cũng bằng lưới nhựa luôn, nhưng mà độ dày rất là chắc chắn. Thế còn lô hàng mới này, tôi vừa giới thiệu cho các bác xem thực tế mà bạn ấy vừa mới mặc nhá, thì nó là toàn bộ
lưới phía trước, lưới phía sau đều bằng sắt hết, đều bằng sắt hết và đều có một nửa là kính nhé, một nửa là kính đối với lô hàng này. Đây, lô hàng này mấy chục bộ rồi, có đến 5-6 bao nữa nhưng tôi đang để trong nhà. Đây. Thế còn về cái kết cấu găng tay này, kết cấu găng tay này nha các bác xem nhé, mỗi bộ nó một kết cấu khác nhau. Ví dụ như bộ này thì nó lại may cái cổ trên là màu bóng như này, bóng như này. Thế còn những cái bộ mà tôi mới giới thiệu này thì lại may như thế này nhé. Nhưng không phải là 10 bộ giống nhau cả 10 các bác nhé, về cơ bản thì nó như vậy, còn về chi tiết nhỏ thì nó sẽ có khác nhau một chút. Đây. Đây, phía trước này cũng đều là có một nửa kính, đều có một nửa kính để chống ong đái và nửa dưới là bằng sắt. Đối với cái lô hàng mới này này, lô hàng mới tôi giới thiệu có mấy 5-6 bao này nhá các bác nhá. Đây, một số bộ nó khác nhau ở chi tiết nhỏ như vậy nhá. Đây, ví dụ như hai bộ này, một cái là găng tay viền trắng này, cái là găng tay viền vàng, nhưng mà cái nào nó cũng dày như nhau cả. Nói cụ thể thêm với các bác nhé, cái bộ cao cấp này thì phụ kiện nó chỉ là có một bộ quần áo hoàn chỉnh như này thôi. Đấy, một bộ quần áo hoàn chỉnh như này, không có túi đựng, không có mũ bảo hộ, không có thêm kính chống ong đái, nói chung là chỉ có một quần áo này không. Đấy, các bác lưu ý kỹ giúp tôi, xem video lưu ý kỹ giúp tôi, đó là chỉ có phụ kiện này thôi, tránh nhầm lẫn là một số các bác mua bộ cao cấp thì lại muốn đòi những cái phụ kiện của cái bộ rẻ tiền này đi theo này. Đấy, mũ nọ kia mũ kia đòi thêm này thì sẽ không có các bác nhá. Đấy, không có, bộ này là chỉ có bộ quần áo không, chỉ quần áo không. Rồi, mọi chi tiết các bác vui lòng liên hệ trực tiếp số điện thoại bên trên màn hình nhá. Hàng ship theo đây, các bác nhận hàng kiểm tra hàng thanh toán tiền cho người giao hàng. Rồi, xin cảm ơn các bác nhá, hẹn gặp lại các bác trong clip sau.